nhan sắc nữ diễn viên đang tìm hiểu cầu thủ tiến linh huỳnh hồng loan và tiến linh cho biết họ đang trong giai đoạn tìm hiểu cả hai bắt đầu nói chuyện từ trước tết và dành cho nhau nhiều thiện cảm sau khi thông tin hẹn hò với tiến linh được chia sẻ trên mạng xã hội diễn viên huỳnh hồng loan xác nhận với dinh vnco và chàng cầu thủ đang trong giai đoạn tìm hiểu cả hai bắt đầu nói chuyện trước tết tiến linh chủ động kết bạn nhắn tin sau đó hai người tương tác qua lại và rủ nhau đi chơi khi về bình dương Huỳnh Hồng Loan và chàng cầu thủ sinh năm 1997 đều quê Bình Dương, do đó trong dịp Tết vừa qua cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ. Diễn viên 26 tuổi khen ngợi đối phương là người thật thà. Tôi thấy Linh dễ thương, hiền lành, thật thà, có sao nói vậy? Và ga lăng, bạn ấy có tính cách vui vẻ, hài hước và hay đùa cho tôi vui. Bình thường thì nhí nhố nhưng lúc cần rất biết suy nghĩ và trưởng thành, Hồng Loan tâm sự. Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 được chú ý sau khi tham gia mv âm thầm bên em của sơn tùng m thành phố với vẻ đẹp dịu dàng cô có phong cách thời trang nữ tính nhẹ nhàng hiếm khi khoe ảnh sexy dù sở hữu vóc dáng cân đối gợi cảm nói thêm về mối quan hệ với tiến linh nữ diễn viên tâm sự trước khi chính thức gặp mặt tôi cũng có theo dõi linh và xem bạn ấy đá bóng tuy nhiên ấn tượng lúc đó chỉ là đá bóng hay và đẹp trai hồng loan cho biết khi cô có công việc tại hà nội thì tiến linh cũng tới đây và cả hai gặp mặt nhau trong khi đó, Tiến Linh chia sẻ với Dinh.vn. Tôi có thiện cảm với Hồng Loan. Giữa chúng tôi chưa gọi là yêu. Chuyện này có lẽ cần thêm thời gian, chúng tôi cần tìm hiểu, đi chơi với nhau nhiều hơn. Hồng Loan tuy chưa tạo tiếng vang, nhưng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, cô góp mặt trong nhiều dự án phim như tiệm ăn gì ghẻ. Mạc Gia Ký, Cung đường tội lỗi, Mắt Nai, Ác Thú Vô Hình, Chữ Trinh, Như Khúc Tình Ca, Truy Tìm Hung Thủ, Gia Đình Ngũ Quả nữ diễn viên trên phim trường với bạn diễn bình an và huỳnh anh hồng loan tâm sự gia đình cô ủng hộ mối quan hệ của hai người thậm chí mẹ cô còn muốn con gái đưa chàng cầu thủ về nhà chơi phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại